Mikado, dựng xây ngôi nhà hạnh phúc. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối Chủ nhật ngày 18 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Chương trình Thời sự tối nay sẽ có các tin chính sau đây. Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống văn phòng cấp ủy 18 tháng 10 năm 1930, 18 tháng 10 năm 2020. Trong bối cảnh khó khăn hiện nay, nhiều doanh nghiệp dệt may Thái Bình đã biết vượt khó bằng những giải pháp của riêng mình để thực hiện tốt mục tiêu kép đẩy lùi dịch bệnh và phát triển kinh tế. Tìm về xã Tân Hòa của huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, nơi có những bí quyết để bánh gai trở thành đặc sản. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình đã tới chúc mừng và dự buổi gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống văn phòng cấp ủy 18 tháng 10 năm 1930, 18 tháng 10 năm 2020. Văn phòng cấp ủy có chức năng nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho cấp ủy, đồng thời cũng là cơ quan thẩm định cuối cùng các chủ trương nghị quyết chỉ đạo giúp cấp ủy điều hành. Vì thế đặt ra cho mỗi cán bộ công chức, người lao động văn phòng phải luôn tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, tuyệt đối trung thành với Đảng, giữ vững nguyên tắc bảo mật, tận tâm tận lực. Và thực tế là suốt những năm qua, văn phòng tỉnh ủy Thái Bình cùng với văn phòng cấp ủy các cấp đã không ngừng trưởng thành vững mạnh. Ghi nhận đóng góp quan trọng của hệ thống văn phòng cấp ủy các cấp, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh mong rằng văn phòng cấp ủy tiếp tục đoàn kết thống nhất, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, nhất là xây dựng con người có năng lực, đạo đức, trách nhiệm, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20 và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị mỗi cán bộ công chức văn phòng phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với tổ chức, trên cơ sở nắm bắt, truyền tải kịp thời đầy đủ những thông tin, vấn đề mà các tầng lớp nhân dân quan tâm, cần đề xuất tham mưu cho cấp ủy biện pháp giải quyết. Tại buổi gặp mặt truyền thống cũng đã tôn vinh nhiều cá nhân có thành tích nổi bật trong quá trình công tác, đóng góp tích cực vào hoạt động của văn phòng cấp ủy các cấp. Tiếp tục chương trình thời sự với những tin tức đang được quan tâm hiện nay. Trong sáng nay 18 tháng 10, tại Bệnh viện Quân y 268, phường Thuận Lộc, thành phố Huế đã diễn ra lễ tang 13 cán bộ chiến sĩ hy sinh ở Rào Trăng. Sự hy sinh của các đồng chí thể hiện tinh thần dũng cảm, ý chí quyết tâm, không quản ngại hiểm nguy, lấy nhiệm vụ cứu tính mạng của người dân đang bị nạn đặt lên trên hết. Trong niềm đau xót và tiếc thương vô hạn, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế cùng gia quyến các liệt sĩ tổ chức trọng thể lễ truy điệu và tiễn đưa 13 liệt sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3. Sau lễ viếng, lễ truy điệu theo nghi thức tang lễ cấp cao của quân đội, 13 liệt sĩ đã được đưa về quê nhà để tổ chức tang lễ an táng tại địa phương. Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân mãi mãi biết ơn sự hy sinh cao cả của các đồng chí. Tên tuổi các đồng chí mãi mãi trong trái tim của người dân cả nước. Các đồng chí là niềm tự hào của đơn vị, gia đình. Tuy nhiên, mất mát lại tiếp tục xảy ra vào sáng nay. Một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, khiến nhiều cán bộ chiến sĩ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, quân khu 4 đã gặp nạn. Vào hồi 1 giờ 25 phút ngày 18 tháng 10, tại thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng.
nơi 27 cán bộ chiến sĩ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đang thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Lực lượng tại chỗ của đoàn đã cứu được 5 đồng chí. Trong 22 cán bộ chiến sĩ bị vùi lấp do sạt lở, được xác định có 2 chiến sĩ vừa tròn 20 tuổi. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị phối hợp với lực lượng của địa phương huy động lực lượng phương tiện vào khu vực xảy ra vụ sạt lở để tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời, cử đoàn công tác vào